Mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh Cá Với Màu của mình nha. Thì hôm nay em đóng cá gửi khách nè, rồi sẵn quay lại quy trình đóng cá gửi cho anh em xem ha. Thì hôm nay anh em đặt cá Dumbo rất là nhiều luôn nè anh em. Đó, Dumbo vít e nha anh em, tai bơi rất là dài và to luôn nha. Đó, một cặp là gồm một trắng một mái nha anh em. Đó, thì em gửi đóng gần ha, chiều nay gửi là sáng hôm sau tới rồi. Đó, cho nên đóng hai con một bọc luôn, còn ở xa là em đóng một con một bọc rồi nha. Còn đây là full gold nha anh em. Đó, hôm nay đóng có mấy cặp full gold thôi mà hàng rất là đẹp luôn nha, cá rất là vàng luôn anh em, có cả gồng đỏ nữa nha anh em, gồng đỏ này nha, rồi silvigado nha anh em, thì màu cá rất là tươi luôn rồi nha, trên thân có lớp màu rất là đã luôn. Rồi đây là cám thái này em bán thêm nha anh em, đây là một loại cám giúp cho cá mau lớn ha, mùi rất là thơm luôn, giúp hỗ trợ lên màu cho cá. À, đóng một thùng sớm như thế này nha anh em. À, thì anh em có cần đặt cá thì liên hệ cho em ha, cá thì em ship toàn quốc và 100% nha. Dumbo rất là chất lượng luôn anh em ơi. Đó, tài bơi rất là dài luôn nha, size cá khoảng tầm gần 3 tháng thôi anh em ơi. Rồi đầu tiên thì em sẽ lên một dòng cá tuyển giống cho anh chị em ha, là Dumbo Fit E nha anh em. À, bộ này thì tay bơi rất là bự luôn nha, và trên thân là full platinum hết trơn luôn. Bộ này bản đuôi nhỏ nha anh em, cực kỳ chất lượng cho anh chị em luôn. À, bao về anh chị em làm giống luôn nha. Thì bên chạy em hiện tại là có khoảng tầm 500 cặp anh em, hàng cực kỳ đẹp như clip luôn nha. Đó, thì em là chuyên về Dumbo và full gold anh em, hai dòng thôi. Đó, anh em thấy không, tay bơi rất là dài luôn nha. Thì size cá mới là gần 3 tháng thôi anh em, nên cái tay bơi nó chưa dài hết nha. Anh em nuôi mấy con Dumbo này đôi nuôi size khoảng tầm 4 tháng nha, là cái tay bơi nó dài là tới đuôi luôn anh em ơi, rất là đã luôn nha. Đó, màu sắc cá rất là tươi luôn anh em, lâu lắm rồi mới bắt con cá ra mà quay ngoài trời nắng như thế này nè anh em. Cá này thì học một lát là em đóng gửi cho khách hết trơn luôn nha anh em. Đây là khoảng tầm ba mươi mấy cặp đó anh em, là đóng có khách đặt hết trơn rồi ha. Rồi sẵn em quay cho anh em xem cá của khách nè. Đó, anh em thấy không, con này nó rất là đẹp luôn anh em ơi, trời ơi nhìn đã quá trời luôn ha. Đó, thì anh em có cần Dumbo thì liên hệ cho em ha, là 50.000 một cặp, 5 cặp là 200 và 10 cặp đó là 350k nha anh em. Đây là clip cá máy nè. Đó, anh em thấy không, máy thì em vừa lựa luôn anh em ơi, máy là size nhỏ hơn gắn út nha anh em, size này là mới ôm trứng ôm bầu thôi, mới ôm trứng thôi nha, nó về là mình ghép cho sinh sản nha anh em, tại vì cá thì em tách chống máy riêng để mà giữ cái bộ gen tốt đó anh em, cho cá phát triển hết 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 luôn nha. À, đây là cá máy nha anh em, máy thì cái đuôi màu đỏ thôi, không có màu sắc gì mấy nha, chủ yếu là để sinh sản thôi nha anh em. Tại vì anh em có cần dòng Dumbo thì liên hệ cho em ha, 10 cặp chỉ 350k mà còn được free ship nữa anh em ơi. Tiếp theo thì em có Gold Full Option anh em, hàng này cực kỳ tiện giống cho anh chị em ha, là 120.000 một cặp thôi, và ba cặp á là 330k nha anh em, và được free ship luôn nha. À, quên nữa, ngày hôm nay anh em đã bắt đơn hàng từ 300 trở lên á thì bên em sẽ hỗ trợ là free ship cho anh chị em ha, còn dưới 300 á là free ship á là 40k nha anh em. Ờ, em đóng một thùng shop ở đầu clip anh em có xem đó ha. Thì cái bộ gold này á là full dãy full tay bơi nha anh em, gọi là full option đó. À, tay bơi là tay bơi bướm nha, cá rất là vàng rất là đẹp luôn anh em ơi. Ờ, rất là phong thủy cho anh chị em, là hợp với màu vàng luôn ha. Thì bắt về mình làm giống hay là mình nuôi trải nghiệm thử thì cứ chơi cái hàng VIP này nha anh em. Thì full gold nó có khi 20.000 một cặp cũng có luôn, 10.000 một cặp cũng có luôn, 50 cũng có luôn. Và cái hàng này là hàng cao cấp anh em, nói chung là không phải là quá cao cấp nha, nhưng mà với hàng làm giống như vậy là quá chất lượng luôn nha anh em, là 120 một cặp nha anh em. Có một số con thì tại bơi lên lông nghe luôn, giá sẽ cao hơn ha. Rồi tiếp theo thì em có Silvigado anh em ơi, màu cá anh em thấy không, rất là đã luôn ha. Hàng này em đang bán là 50.000 một cặp, 5 cặp là 200 và 10 cặp là 350 nha anh em. Thì cái hàng này em đang bán xả hàng á. Đó, cá rất là đẹp luôn, trên thân có một lớp platinum màu trắng trắng hồng hồng, và nửa thân sau có đuôi màu đỏ nha anh em. Đó, nuôi số lượng anh em nhìn nó bu là đẹp, rất là đẹp luôn nha. Cái màu này anh em có thích không thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo nha, em đang góc phải màn hình đó anh em. Cá thì em ship toàn quốc luôn và bảo hành 100% nha anh em, anh em nhận cá gửi tiền nha, có vấn đề gì cứ quay clip lại gửi cho em nha. Đó, khi mà anh em mình để hồ mình nuôi hồ kính đó anh em, thì anh em thấy ha, vây đuôi và vây lưng con cá khá là đẹp nha anh em, gọi là coi nhìn ngắm side view đó anh em. Đó, thấy được body con cá ha, và màu mắt con cá luôn nè, mắt này thì có mấy con cá này thì màu mắt là màu đỏ nha anh em. Đó, anh em thấy không, cá rất là khỏe và sung luôn nha. Anh em nuôi càng lâu thì cái vây nó càng to cho anh em. 10 cặp á là 350k, bên em hỗ trợ free ship luôn. Và 5 cặp á là 200k nha anh em, free ship là 40.000 nữa nha. Đó, bắt đơn từ 300 cái lên thì bên em sẽ hỗ trợ là free ship. Đó, anh em tranh thủ đợt mà em khuyến mãi đợt này thì bắt về mình nuôi mình làm giống nha anh em. Cá thì cực kỳ chất lượng cho anh chị em. Thì bên chạy em chỉ có một số dòng cá thôi, nhưng mà bù được chất lượng cho anh chị em ha.
Đây là gồng đỏ nha anh em, gồng đỏ tia nè. Bộ này là bộ BD đắt môn nha anh em. Size cá là khoảng tầm 2 tháng rưỡi thôi anh em ơi. Đợt này cá tơ lên rồi ha, không lên kịp anh em. Size như vậy là rất là nhiều luôn. Hàng tơ thôi mà bung khá là đẹp anh em ơi. Là 60 ngàn một cặp. Anh em là bắt 5 cặp thì ôi anh em là bắt 10 cặp để anh em là 300 luôn nha. Free ship luôn anh em. Tại vì gồng đỏ cái size này em khá là nhiều cho nên em bán đẩy nhanh luôn. 10 cặp là 300k. Free ship luôn anh em. Quá trời hời luôn ha. Đó, anh em bắt 10 cặp là anh em tiết kiệm được 300 ngàn luôn anh em, cực kỳ rẻ nha. Gồng đỏ thì cực kỳ dễ nuôi luôn anh em cứ thả chung với nhau thì cá tự đẻ thôi ha. Thì gồng đỏ thì quay lưng, quay đuôi bung khá là đẹp nè. Ở trên thân có một lớp platinum nha anh em. Đó, cá ăn bung sung nhìn rất là mê và rất là đẹp luôn nha anh em ơi. Thì anh em có cần đặt cá thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo. Em để góc phải màn hình đó nha anh em. Gồng đỏ nói chung là khá là đẹp nên anh em ơi, nuôi càng lâu thì anh em càng thấy đẹp ha. Nó có một vẻ đẹp riêng, mỗi dòng, mỗi màu sắc mà mình thích dòng nào thì mình chơi dòng đó nha anh em. Còn đây là cái máy của gồng đỏ nè, máy thì đa phần mới ôm trứng thôi. Quay đuôi quay lưng khá là ok nha anh em. Size cá là size gần 3 tháng nha anh em ơi. Anh em bắt cái gồng này về mình cho đẻ là ok nha. Hàng này là lộ form khá là đẹp nè anh em ơi. Rồi tiếp theo thì em có là gồng Sun Platinum anh em ơi. Hàng này là 50 ngàn một cặp nha. Và combo 5 cặp là 200k. Bộ này trên thân có một lớp Platinum khá là đẹp. Màu xanh nước biển hơi lá cây một xíu nha anh em. Khá là đẹp nha. Anh em nào có thích màu xanh này không thì cứ liên hệ cho em ha. Qua số điện thoại và Zalo. 5 cặp là 200k. Và khi anh em bắt đơn hàng từ 300 trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em ha. Tranh thủ cái đợt mà em khuyến mãi đặt hàng nha anh em ơi. Thì bên chạy em á là chỉ có một số dòng bán thêm thôi, rồi còn chuyên á là chuyên về Dumbo và Full Tron nha anh em. Thì anh em muốn đặt dòng nào thì liên hệ cho em. Màu xanh khá là đẹp nha anh em ơi. Rồi thì cái màu á thì em ship toàn quốc luôn và bảo hành 100% nha. Anh em nhận cái và gửi tiền. Còn mấy đơn hàng mà lớn lớn một xíu á thì anh em cọc trước giúp em nha. 50%, 30% gì cũng được nha anh em. Rồi anh em nhận cái gửi thêm phần còn lại nha. Đó là cái cách dịch vụ làm việc bên em nha anh em. Còn đây là cái máy gồng xanh nè. Máy thì size đang ôm trứng ôm bầu luôn anh em ơi. Về là cái việc mình để chung với nhau là cho đẻ thôi nha. Thì con có máy á, không có màu sắc gì cả. Chỉ yếu là cái màu đuôi xanh xanh thôi để mà sinh sản duy trì được giống thôi nha anh em. Chỉ yếu là cái trống nó đẹp thôi. Rồi thì nói chung là anh chị em nào có cần đặt cá thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo. Em để góc phải màn hình đó nha anh em. Nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Rồi clip em giới thiệu cá với màu đến kết thúc nha. Chúc anh chị em xem clip vui vẻ.